Theo quy định mức giãn cách cao nhất của Hàn Quốc, tất cả mọi người dân đều được khuyến cáo tốt nhất nên ở nhà nếu không có công việc quan trọng phải ra ngoài. Tất cả các trường học đều tạm thời đóng cửa. Các cuộc gặp ở nơi công cộng bị hạn chế chỉ cho 2 người sau 18 giờ chiều. Mọi hoạt động biểu tình hay các sự kiện đông người khác bị cấm. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ hoạt động về đêm và các quán bar sẽ phải tạm thời đóng cửa, trong khi các nhà hàng và quán cà phê phải tuân thủ quy định cung cấp chỗ ngồi hạn chế. Từ ngày 12 tháng 7, chúng ta sẽ áp đặt các quy tắc giãn cách xã hội mới cấp độ 4 tại khu vực thủ đô trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, ngay từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hạn chế các cuộc tụ tập riêng. Lệnh cấm tụ tập tại các cơ sở giải trí vẫn sẽ được duy trì. Đây là quy tắc giãn cách xã hội cao nhất để quyết tâm bảo đảm không nơi nào bị thụt lùi trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Theo thống kê mới nhất, đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 160.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2.000 trường hợp tử vong. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1.275 ca nhiễm mới. Đây là mức cao kỷ lục trong ngày tại quốc gia Đông Bắc Á này.